từ hàng vực trên khắp các mặt sân của nhiều khu vực khác nhau. Và xoay người, đây là cơ hội dành cho hiệp C3 dứt điểm. Đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát với pha mặt sai sót của hàng phòng ngự đội bóng Đẹp Huy Trang. Các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát. Các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát, chúng ta cùng nhìn lại khi mà pha xoay sở của anh đã vượt qua được sự chi cản của đội trưởng Huyền Mang Đẹp. Xin chúc đỡ có pha áp sát của các thủ bên phía đội bóng áo đầu, vẫn là cơ hội tiếp tục dành cho các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát. Nhưng không, không vào, không, như vậy thì vẫn có bàn thắng kế tiếp dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đầu. Tỷ số đã là 3-0 và lại là vị trí của Hoàng Ngọc. Lập công của các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát đang tạo ra được khoảng cách từ đường truyền đến từ vị trí của bình CBM. Và lại là khoảng trống, pha dứt điểm. Tỷ số đã được nâng lên 4-0 và Nam Ấn đã ghi bàn. Cự ly chừng khoảng 1 mét mà thôi. Nếu như Nam Ấn đã đưa tỷ số đã được nâng lên 5-0. Quá gọn gàng cho pha kết thúc vừa rồi của Vinpearl, có được nhiều cơ hội thuận lợi tiến vào vòng đấu tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán với các thủ Sâm Hưng. Có được một mạch ghi bàn liên tiếp, khoảng trống nữa là dành cho hiệp C3. Hiệp C3 tiếp tục là những pha phối hợp Vinpearl. Đường truyền cho hiệp C3 ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của cá nhân số 23 và tỷ số bây giờ đã là 6-0. Vẫn là những pha can thiệp. Tình huống lấy bóng tiếp tục của Tài Lộc. Dứt điểm, bàn thắng dành cho Tài Lộc và đó là pha lập công thứ 7 của các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát trước khi giờ bóng lăn. Ngay cả những nhà cái giàu kinh nghiệm nhất cũng không thể phán đoán được tỷ số này. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ áo đầu bắn lên đường truyền hỏng của các thủ bên phía đội bóng áo xanh và họ đã phải trả giá với bàn thắng tiếp theo của Hoàng Ngọc. Và đã có một pha đưa bóng rất hay. Và tình huống dứt điểm của cầu thủ số 16. Tình huống xử lý hơi mạo hiểm nữa, Huyền Bằng Đẹp xuất chút nữa đã để một bóng lại là Quang Đo. Đường chọc khe của Quang Đo dành cho Nhân Hoàng, kết thúc đi. Và dứt điểm tung lưới và đã có bàn thắng đầu tiên dành cho các thủ bên phía đội bóng Rèm Huy Trang. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội bóng Rèm Huy Trang khi tham dự giải bóng đá Rolex năm 2023. Lúc này ở phía cột 2 không còn là Nam Ấn mà là vị trí của Vinpearl băng lên và bàn thắng dành cho số 20. Và ghi bàn nâng tỷ số lên 9-1 dành cho các thủ Cửa Đẹp Lộc Phát. Các thủ bên phía đội bóng áo đầu đang chơi bùng nổ. Nhã nhuận nhuyễn, phản chống nữa dành cho vị trí của Vinpearl. Và ghi bàn khá dễ dàng. Bàn thắng của Hải Fluxy. Cuối cùng thì số 31 cũng đã có pha lập công dành cho các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát. Và đó đã là bàn thắng thứ 10 của bài 1, đã có pha lập công dễ dàng ở phía cột 2. Và điểm bóng cột 2 của Hải Fluxy chất lượng hơn hẳn so với Tài Lộc. Chưa thể có được pha kết thúc, vẫn còn đây là Quang Đo. Pha phối hợp bình tĩnh, dứt điểm. Cuối cùng thì đã có pha lập công dành cho Đại Tống. Tỷ số được rút ngắn dành cho các thủ Đẹp Huy Trang, nhưng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đội bộ Sâm Hưng. Đó là trận đấu sẽ dự kiến diễn ra vào tháng 12 16. Cặp đấu tứ kết đầu tiên sẽ diễn ra giữa đội bóng Sâm Hưng và đội bóng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Và đã có thêm pha lập công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Xử lý của Đại Tống để mang lại thêm bàn thắng nữa khi mà thủ thành Thông Đề Gà đã băng ra khỏi khu vực. Quá dễ dàng cho Đại Tống có được cú đúp bàn thắng. Vẫn là một cơ hội nữa dành cho các thủ áo đâu. Bóng đã đi vào lưới và không biết bàn thắng này nên tính cho ai. Và trả bóng cuối cùng là của số 29, lại để xem xác định người ghi bàn là Hải Bluesy hay là bình CBM. Như vậy thì bóng đã đi vào khung thành trước khi số 31 kịp trả bóng. Bàn thắng dành cho bình CBM. Đại Phú Thanh không thành công. Thêm quá những điểm nữa là đã có bàn thắng dành cho Đại Phú Thanh. Sau rất nhiều những nỗ lực, các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã tiếp tục có thêm pha lập công nữa. Có khá nhiều những pha lập công được ghi, bật hai pha dứt điểm. Đại Phú Thành mới có thể đánh bại được Thông Đề Gà trong tình huống sâu kim. Xin 30.000 của Thông Đề Gà. Thêm pha xử lý bình tĩnh và có thêm bàn thắng nữa dành cho cá nhân của hiệp C3. Vẫn là những pha ghi bàn đều đặn của các thủ áo đầu. Khi có đủ quân số để bố trí phòng ngự bên phần sân nhà, hậu quả để cho các thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát khai thác quá tốt. Và có cả Quang Đo, những đội hình đó vẫn để thủng lưới rất sớm. Như vậy thì đã có bàn thắng sớm dành cho các thủ Tân Mục Việt để giúp cho đội bóng đỏ vượt lên. Tình huống ghi bàn đến từ vị trí của Nam Ấn bất ngờ đã xảy ra khi mà Nam Ấn đã tận dụng cơ hội rất tốt trong một pha băng lên. Pha lốp bóng kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 19 đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Tân Mục Việt. Chúng ta đang gợi nhớ lại những pha cứu thua xuất sắc, nhưng cuối cùng thì quân Tân Mục Việt cũng đã để thủng lưới với pha dứt điểm của Hiền Mang Rèm. Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Số 11 là người đánh đầu để mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho các thủ Đại Phú Thành. Trận đấu đang trở nên hấp dẫn hơn.
bởi việc các thủ bên phía đội bóng áo xanh đã tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa sau khi xuất sắc cứu thua trong những tình huống trước đó, thì quân Tân Mộc Việt cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Vẫn còn Đại Phú Thanh, hiệp C3 rất bình tĩnh. Dứt điểm ngay, cũng đã đi chính xác của hiệp C3 và tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho các thủ áo xanh. Bất ngờ đã xảy ra khi mà pha dứt điểm không quá mạnh của hiệp C3 lại đánh bại được quân Tân Mộc Việt. Cũng đã đi quá hiểm hóc, tỷ số bây giờ đã được đảo ngược khi mà các cầu thủ áo xanh lại vượt lên dẫn trước các thủ bên phía đội bóng Tân Mộc Việt với tỷ số 2-1. Một cơ hội nữa, phản trống, được chuyền vào, rất nguy hiểm, lại có bàn thắng thứ ba rồi. Tỷ số đã được nâng lên 3-1 dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Pha chạm bóng của Hải Belusi, chúng ta cùng xem lại pha quay chậm, đây là một pha phản lưới nhà hay là một tình huống dứt điểm chính xác của các thủ bên phía đội bóng Đại Phú Thành. Như vậy thì bóng chạm chân của Đại Tống trước khi đi vào lưới, đó là một pha phản lưới của các thủ Tân Mộc Việt. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía Đại Phú Thành. Cơ hội dành cho hiệp C3, cú tiểu bóng và đã có bàn thắng thứ hai dành cho cá nhân của hiệp C3. Pha lập công giúp cho hiệp C3 tiến gần hơn đến phần thưởng một nồi cháo hào. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa thôi thì cầu thủ mang áo số 7 sẽ có ngay một món quà đến từ ông bầu bơm nước Huy Chinh. Bóng lại trở về với Đại Phú Thành, cơ hội để dành cho số 9. Dứt điểm trong góc, không vào, vẫn còn. Pha dứt điểm hat-trick dành cho hiệp C3 rồi. Bàn thắng giúp cho hiệp C3 có được một nồi cháo hào đến từ bơm nước Huy Chinh. Và ghi bàn quan trọng của cầu thủ áo số 7 để nâng tỷ số lên 5-1. Và một lần nữa thì cách biệt lại được nới rộng dành cho các thủ Đại Phú Thành để giúp cho đội bóng áo xanh hướng gần hơn đến chiến thắng. Không có gì khó khăn. Hải Blue C dứt điểm, một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đại Phú Thành. Tiếp tục là pha lập công của các cầu thủ bên phía đội bóng Đại Phú Thành để nới rộng thêm khoảng cách. Và ghi bàn của Hải Belusi, những lợi thế rất lớn cho Đại Phú Thành. Thêm một bàn thắng nữa, liên tục là những pha lập công đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và cuối cùng thì Đại Phú Thành cũng đã có được pha ghi bàn. Tỷ số tiếp tục được nới rộng dành cho các cầu thủ bên phía Đại Phú Thành. Khoảng cách đang ngày một lớn hơn và chiến thắng đang đến gần hơn với các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Sân hay hiệp C3, 3-2. Cú tiểu bóng Hải Belusi, phía trong đang là Đại Tống. Đại Phú Thành có được cú đúp bàn thắng thứ 8 dành cho các thủ Đại Phú Thành. Quá dễ dàng cho Đại Phú Thành trong tình huống này khi mà Hải Belusi đã có một đường căng ngang và không khó để anh đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống khi mà thủ thành quân Tân Mộc Việt đã băng ra nhưng không cản phá thành công. Dâng lên của thủ thành bên phía đội bóng áo xanh, khoảng trống rất lớn. Ba cầu thủ bên phía Đại Phú Thành chỉ có một mình thủ thành quân Tân Mộc Việt mà thôi, và cả Thông Đề Ga cũng đã ghi bàn. Trận đấu đang thể hiện sự chênh lệch quá lớn về mặt tỷ số. Sự tự tin đang hiện rõ ở trong mỗi cầu thủ bên phía Đại Phú Thành khi mà cả thủ thành Thông Đề Ga cũng đã dâng lên rất cao và tự mình ghi bàn trong một màn solo. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-9. Các bạn sẽ không phải bỏ lỡ đâu. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng từ chấm giao bóng. Vẫn là một khoảng cách lớn. Mặc dù các thủ đó đã có được bàn thắng, cơ hội để dành cho Nam Ấn dứt điểm. Thêm bàn thắng nữa dành cho Nam Ấn. Tiếp tục là những pha ghi bàn liên tiếp của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Tỷ số tiếp tục được thu hẹp, hai bàn thắng chỉ trong thoáng chốc của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Hy vọng rằng các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Mộc Việt sẽ bình tĩnh hơn. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ Đại Phú Thành, được chuyền vào trong, rất bình tĩnh. Thêm pha lập công nữa dành cho hiệp C3. Tỷ số tiếp tục được nới rộng và đó ra là bàn thắng thứ 10 của các thủ Đại Phú Thành. Tưởng chừng các thủ đó sẽ hưng phấn sau hai pha lập công liên tiếp nhưng họ lại để quá lỏng lẻo ở khu phòng ngự. Pha bóng can thiệp tốt nữa của Nguyễn Mạng Đẹp, rất quyết tâm. Một pha cướp bóng hay, dứt điểm. Thêm bàn thắng nữa dành cho Nam Ấn. Nam Ấn cũng đã lập hat-trick rồi. Hat-trick dành cho vị trí của số 19 bên phía đội bóng Tân Mộc Việt. Tuy nhiên thì chưa có ai treo thưởng dành cho Nam Ấn cả. Chúng ta cùng nhìn lại pha lập công của Nam Ấn. Cú đã quyết đoán để đánh bại Thông Đề Ga thêm một lần nữa. Vinh Bơ Si đang cố gắng ngăn chặn để Hải Phố Cửa không có được hai thùng bia. Thêm một bàn thắng nữa, bàn thắng tiếp theo của Hải Blue Si. Cách biệt lại trở lại con số 7 bàn rồi. Những pha ghi bàn liên tiếp trong nửa cuối hiệp 2. Sự bùng nổ bàn thắng đang diễn ra. Những pha lập công liên tục. Cú đá chính xác của Vinh Percy. Mặc dù bóng đã dội vào cột dọc khung thành nhưng đó vẫn đi vào lưới và tạo ra bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Chúng ta cùng nhìn lại quả đá phạt đền chính xác của Vinh Percy. Pha cản lưới không thành công của số 9. Bóng về chân của các thủ đỏ. Nhân Hoàng đối mặt. Nhân Hoàng rất bình tĩnh và Lê Nhân Hoàng đã có cho mình pha lập công. Tỷ số tiếp tục được thu hẹp dành cho các thủ Tân Mộc Việt. Bàn thắng của Nhân Hoàng nhưng
vẫn quá khó khăn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát, thì cách biệt giữa hai đội vẫn còn khá xa. Phản công dành cho các cầu thủ áo xanh, thời cơ dành cho Hiệp Seva và phía trên đang là Đại Phú Thành. Tiếp tục lòng hành nỗ lực đột phá của số 7, Đại Phú Thành rất dễ dàng. Một pha lập công nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh, và đó là pha lập công của Hải Bruxy để giúp cho anh có được hat-trick, và đó cũng đồng thời là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Trọng tài cũng đã nổi còi khép lại cuộc so tài giữa các thủ Đại Phú Thành và Tân Lộc Việt. Như vậy thì Đại Phú Thành sẽ bước vào vòng đấu tứ kết. Tình huống tấn công tốt và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng Phú An Gia rồi. Pha lập công từ khá sớm của Đạt Villa để giúp cho các thủ bên phía Phú An Gia vượt lên dẫn trước. Một quả bóng mà các thủ bên phía đội bóng áo biết xanh đã tận dụng thời cơ từ quả đá phạt góc, và họ đã thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng. Sự lý bình tĩnh của các cầu thủ Nam Khang Quy Đô, cơ hội ở dành cho Bình CBM quyết điểm ngay. Khóa dứt điểm bôi đã có bàn thắng gỡ hòa rồi. Bình CBM là người dứt điểm đầu tiên và Evin Phước là người kết thúc bôi thành công để mang về bàn thắng gỡ hòa một điều dành cho các thủ Nam Khang. Một pha dàn xếp rất có ý đồ của các thủ áo vàng mà nó đã mang lại hiệu quả tối đa. Evin Phước với tình huống đón bóng ở ngay cột 2 khi mà Thông Đề Ga đã không bắt dính bóng. Một cú dứt điểm căng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phú An Gia với tình huống ghi bàn của Thắng Messi. Một tình huống đá bồi rất dễ dàng, cú đá đã dội vào thanh sắt ở phía bên trong. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ Phú An Gia. Trong tư thế bị đối phương gây sức ép, họ lại bất ngờ có được bàn thắng vượt lên. Những tình huống áp sát của Nhân Hoàng, xin lỗi bàn là của Hoàng Ngọc, vẫn là cơ hội để dành cho Hoàng Ngọc dứt điểm. Tỷ số đã là 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phú An Gia. Những pha bóng mà Hoàng Ngọc đã xử lý rất bình tĩnh sau khi cướp bóng trong chân của đối phương và dứt điểm cực kỳ hiếm hóc. Sai sót của hàng thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Đô khi để cho đối phương cướp bóng thành công. Một pha chập khe, cơ hội nữa dành cho Đạt Villa. Đây sẽ là tình huống tấn công tiếp theo dành cho các thủ áo xanh. Tỷ số đã được nâng lên 4-1 rồi. Hải Bluesy lập công sau đường chuyền của Đạt Villa để nâng tỷ số lên 4-1 dành cho Phú An Gia. Các thủ áo xanh đã tận dụng cơ hội rất tốt để kết liễu đối thủ với những pha phản công chớp nhoáng. Tình huống xử lý hay của Đạt Villa trước khi tạo điều kiện thuận lợi dành cho đồng đội ghi bàn. Hỗ trợ nhau phòng ngự rất tích cực của các thủ Phú An Gia. Một cơ hội nữa dành cho các thủ áo vàng Huyền Bang Rem. Như vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Đô. Một tình huống tỏa sáng kịp thời của Huyền Bang Rem để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng tạm thời rút ngắn khoảng cách. Một pha xử lý ở góc hẹp rất chính xác của Huyền Bang Rem, nhưng họ vẫn thỉnh thoảng đối mặt với những pha bóng sóng gió. Các cầu thủ bên phía đội bóng của Anh Gia đang tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, và thêm một bàn thắng dành cho các cầu thủ của Nam Khang Quy Đô. Sau những nỗ lực cuối cùng, họ đã được đền đáp xứng đáng với thêm một pha lập công nữa, đó đến từ vị trí của Vinh Percy. Một tình huống mà Vinh Percy đã lay hoay ở trong vòng cấm địa trước sự vây ráp của các cầu thủ bên phía đội bóng của Anh Gia. Hai trận đấu knockout tiếp theo thì nó diễn ra một cách khá chênh lệch. Nguy hiểm, rất nhanh chóng đã có bàn thắng gỡ hòa 4 điều dành cho các cầu thủ Nam Khang Quy Đô, và lại là Huyền Bang Rem. Số 5 một lần nữa lập công, bàn thắng thứ hai của Huyền Bang Rem. Tỷ số bây giờ đã là 4 điều. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng dẫn đến bàn thắng gỡ hòa. Đường xuyên của Tài Lộc về phía bên trong. Ông về chân của Hàng Ngọc. Ngay sau đó là cầu thủ càng thêm của Linh Nhôm, cơ hội nữa, không được. Cú dứt điểm lại vướng vào vị trí của Hiền Sắc, thêm cú ra chân. Bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ bên phía Nam Khang Quy Đô rất bất ngờ. Một màn tỏa sáng của Huyền Bang Rem. Liên tục những tình huống ghi bàn dành cho vị trí của số 5 khi mà anh đã lập công nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Đô để giúp cho đội bóng vượt lên dẫn trước. Một cú quăng chân cực kỳ quyết đoán ở cự ly khá xa. Phản công Huyền Bang Rem. Huyền Bang Rem dứt điểm ngay. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Đô, 6-4 rồi, và lại là Huyền Bang Rem. Huyền Bang Rem tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng nữa, pha lập công thứ tư của cá nhân số 5. Mặc dù chỉ dâng cao từ hiệp 2, nhưng cầu thủ áo số 5 đã liên tục tỏa sáng. Điều chuyển hơi non, Vinh Percy xây sở rất khéo léo. Cú dứt điểm ngay, thêm một bàn thắng nữa, 7-4 nghiêng về phía các cầu thủ Nam Khang Quy Đô ở phút thi đấu thứ 40 của hiệp 2. Tỷ số lại tiếp tục được nới rộng, và với cách biệt 3 bàn, coi như các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đã gần như nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Đội vừa đang cố gắng áp sát. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội dành cho các thủ áo xanh, sai lầm của Thắng Messi, và tỷ số đã được mở dành cho các thủ bên phía đội bóng cửa miền Nam với pha ghi bàn của Hoàng Ngọc. Bàn thắng của Hoàng Ngọc để giúp cho các thủ cửa miền Nam vượt lên dẫn trước. Sai sót nghiêm trọng của vị trí thủ môn bên phía đội bóng Phú Hoàng Anh. Thắng Messi đã quá chần chừ trong việc xoay sở và để cho đối phương áp sát. Được chuyền ngang, có khoảng trống.
Pha ngoặt bóng không thành công, vẫn là các thủ bên phía đội bóng xanh rất nguy hiểm. 2-0 2-0 dành cho cửa miền Nam Window. Một tình huống tỏa sáng của Đại Tống, pha ghi bàn bất ngờ của Đại Tống, và các thủ bên phía cửa miền Nam Window đã có được bàn thắng thứ hai. Nỗ lực lập công của số 16 bên phía đội bóng áo xanh, cách biệt bây giờ đó là hai bàn với một pha phối hợp ở tình huống bóng cố định. Các thủ áo xanh đã có được bàn thắng. Nỗ lực đưa bóng vào là của Linh Nhôm. Ở trận đấu này thì anh đang đóng góp vai trò khá thầm lặng. Nỗ lực cho bắn lên được của số 7 đối mặt. Cơ hội tiếp theo. 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng gửi miền Nam Window, và đến lượt Hải Bluesy là người lập công. Những trận đấu gần đây, tuần thứ tư liên tiếp mà Hải Bluesy có được bàn thắng. Các trận đấu ở những tuần liên tiếp gần đây thì Hải Bluesy liên tục lập công dành cho các đội bóng mà anh khoác áo. Bài học này. Cơ hội nữa lại trở về với các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm. Lần này thì đã có bàn thắng dành cho các thủ Phú Hoàng Anh. Vinh Berti là người lập công để rút ngắn cách biệt dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Một pha phối hợp tốt, và Vinh Berti đã khép lại với đường kiến tạo của Quang Đo. Đường chuyền số 3 đã mang lại cơ hội thuận lợi cho số 19 kết thúc, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội này. Cú đá chìm bóng đi vào góc gần. Quang Đo nỗ lực đột phá. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phú Hoàng Anh. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3. Pha chạm bóng của Đại Phú Thành đã đánh lừa được Thông Đề Ga. Một tình huống bất ngờ, và các thủ bên phía đội bóng áo trắng đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt, và khoảng cách bây giờ còn lại giữa hai bên chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Như vậy thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn như chúng tôi đã nói. Cú đá của Hiền Mang Rèm đã không đánh bại được Phú Thành thắng Messi. Qua người, được chuyển ra, rất chậm chạy. Vào, tỷ số đã là 4-2 dành cho các thủ kiểu miền Nam. Bàn thắng thứ hai của Đại Tống. Và ghi bàn cú đúp bàn thắng dành cho vị trí của số 16 bên phía đội bóng cửa miền Nam Window. Quả đáng tiếc cho các thủ Phú Hoàng Anh, họ để lỡ cơ hội để gỡ hòa 3 đều và bị trả giá với tình huống xử lý rất hay của Hiền Mang Rèm. Như vậy thì bóng đã đi vào lưới, tỷ số tiếp tục được thu hẹp dành cho các thủ Phú Hoàng Anh. Tình huống rất bóng bất ngờ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này, một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm, nhưng vừa rồi thì thủ thành bên phía đội bóng cửa miền Nam Window lại xử lý không tốt. Có lẽ đường chuyền của Quang Đo đã khẽ chạm vào đầu của cầu thủ tấn công. Đó là trận đấu mà có tới 18 bàn thắng đã được ghi. Nhưng những trận đấu gần đây thì nhiều quá, không ai đã có thắng dành cho các cầu thủ của Lucy Vân. Một pha bóng mà các thủ Lucy có lẽ họ đã chuyển hộ khẩu lên công trường quốc tế rồi, họ con rùa. Một pha bóng mà Thông Đờ Gia đã chơi hay từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng một tình huống mà anh đã gặp bóng và bóng đã đi vào trong khung thành trước sự ngưỡng sững sờ, bất ngờ và ngơ ngẩn của tất cả. Và là bóng nhanh dành cho các thủ Lucy. Khá chống chạy, khá chống chạy, đưa bóng ngang, cơ hội đến đây anh kia. Bây giờ thì không thể không có, không thể không ghi bàn dành cho cầu thủ mang áo số 3 Anh Khiết. Và vừa hợp tam giác hay một tình huống tấn công chất lượng mà cao thủ Lucy tạo ra. Quang Đo đã làm mọi việc khó khăn nhất. Một tình huống càng ngang quá trông dài dành cho Anh Khiết. Đúng là khi bàn thắng đến thì chúng ta đã thấy được các cầu thủ của Lucy đang có được những bàn thắng một cách dễ dàng hơn. Tỷ số đã 2-0 dành cho cao thủ Lucy. Sẽ là cơ hội để cho cao thủ phố cửa có thể thu hẹp cách biệt đến đây. Rất chính xác, các cầu thủ của phố cửa đã tận dụng tốt cơ hội mà họ có được và vừa đá phạt hay, và người cái bàn có vẻ như đó là Đại Phú Thành. Đại Phú Thành đã đứng ở vị trí trống trải, nhưng các đồng đội của anh đã có một tình huống vừa hay. Như vậy là tỷ số được cán số còn 1-2 dành cho các cầu thủ phố cửa, và hy vọng rằng bàn thắng vừa rồi của Đại Phú Thành nó sẽ giúp cho thế trận trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều khi mà thời gian đã bước vào phút đầu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Thế trận đang diễn ra khá nhanh khi bước vào hiệp đấu thứ hai này. Vừa 1-2 hay, vừa 1-2 hay. Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Pha phản công chất lượng, một pha phản công sẽ được đưa vào sách giáo khoa trong bóng này. Vâng, chắc chắn trong bộ từ điển sách giáo khoa, nhưng pha tấn công của các thủ đội quyền đầu nó sẽ được đưa vào trang nhất. Một pha phản công chất lượng và người ghi bàn đó là Đại Phú Thành. Pha phản công và một tình huống đập nhà 1-2 rất hay. Thống Đờ Gia đã phải chạy từ phần sân nhà của mình lên để chia vui, để ăn mừng với Đại Phú Thành với một pha bóng mãn nhãn. Đến cơ hội thứ ba thì Đại Phú Thành đã không bỏ lỡ cơ hội cú đúp bàn thắng của cầu thủ mang áo số 9 bên phía cao thủ phố cửa.
đang giúp cho trận đấu quay trở về vạch xuất phát. Quảng đó, đây rồi! Đó là pha sút bóng rất gọn gàng của Quang Đỏ. Vâng, phố cờ gọi và Quang Đỏ chính ngay lập tức trả lời. Ngay sau khi các cầu thủ phố cửa có được bàn thắng để đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát, thì Blue Sea một lần nữa lại vượt lên. Và sút bóng quá gọn gàng, một pha bẻ bóng của cầu thủ mang áo số 10 đang giúp cho các cầu thủ phố cửa chơi. Và đang có ăn không được. Quảng Đỗ, không vào vào rồi. Pha bắt bóng tuyệt vời của Quảng Đỗ. Vâng, 10 điểm chiến thắng đã có, nhưng đã có bàn thắng dành cho cầu thủ mang áo số 10. Đây sẽ là một tuyệt phẩm. Nếu như tranh giải thưởng bàn thắng Pukas từ mùa giải năm nay thì Quang Đỏ cũng là một cái tên sáng giá, một ứng cử viên hàng đầu cho bàn thắng đẹp nhất về mùa giải năm nay. Quá đẹp mắt với tình huống bắt vô lê vừa rồi của cầu thủ mang áo số 10. Đi bóng hay, rất hay, rất hay, rất hay. Pha solo của Đạt Seven. Một tình huống solo của cầu thủ mang áo số 7 và đã giúp cho các cầu thủ Blue Sea nới rộng cách biệt. Cách biệt đã nới rộng lên thành 3 bàn mất rồi. Và solo của Đạt Seven ở sát đáy biên. Các cầu thủ phố cửa đã vào bóng không thực sự quyết liệt trong pha bóng này. Hoàng Anh, cơ hội! Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ phố cửa để mở ra những hy vọng dành cho đội bóng áo trắng xanh. Người ghi bàn đó là Ngọc Tài. Hoàng Ngọc là người đã ghi bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ phố cửa để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Cách biệt 2 bàn, thời gian vẫn còn đủ dành cho cầu thủ phố cửa. Không phải là tình huống lạ trần ngày của phản công. Quang Đỏ! Tuyệt vời, vâng, Quang Đỏ trận đấu ngày hôm nay đều là những bàn thắng bằng siêu phẩm của cầu thủ mang áo số 10. Trước đó là một tình huống bắt vô lê, một cú đá rất hay, và vừa rồi là một tình huống mạnh đã lốc bóng qua đầu. Khi mà đã nhận thấy thông nơ kia đã dâng cao, khoảng cách rất xa, nhưng Quang Đỏ lại quá tự tin để có tình huống bấm bóng qua đầu của thông nơ kia. Vinh Persie, một pha đặt lòng rất chắc chắn và dễ dàng của Vinh Persie. Một thứ ba anh đã đánh lừa được thủ thành Vinh CBM. Cú đá là quá khó và tỷ số đối kháng xung 4-6. Các thủ phố cửa đang rất khẩn trương, họ đang đưa bóng vào cuộc nhanh, nhưng các cầu thủ áo hồng thì lại xoay người dứt điểm lên đây. Có thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ phố cửa. Vâng, thời gian đang ít đi nhưng hy vọng đang đến dành cho các thủ áo trắng xanh. Cú đá chân của Hoàng Ngọc, nếu như bàn thắng của Hoàng Ngọc đến sớm hơn thì mọi thứ sẽ còn hấp dẫn hơn, nhưng khi hy vọng vẫn còn khi tiếng gọi của trọng tài chưa vang lên để kết thúc. Thêm đường xuống đáy biên, đưa bóng vào, không có tình huống dứt điểm. Vẫn còn cơ hội là đây, dứt điểm, đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window. Sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh lá cây, họ đã để cho Hoàng Ngọc băng xuống với tình huống xử lý lầm bầm của Thông Đề Ga. Và sau đó thì pha chạm bóng của số 39 mặc dù không đưa được bóng vào lưới nhưng nó lại tạo ra điều kiện thuận lợi dành cho Huyên Hoàng Rèm ghi bàn. Thêm tình huống chuyền về, Fidura đã hóa giải bình tĩnh. Hải Phú Cửa, và tình huống trượt chân của Hải Phú Cửa, cơ hội dành cho Hiệp C3, mất bóng nhưng dứt điểm, tỷ số là 1-1. Hai sai lầm của các thủ phòng ngự của hai bên đã phải trả giá với những bàn thua. Sau khi Thông Đề Ga xử lý không tốt trong đội hình của CBM thì các thủ Tài Lộc Window cũng đã phạm sai lầm với tình huống bấp chân ngã của Hải Phú Cửa. Nỗ lực dâng lên của Dũng Tài Lộc. Hiệp C3 không phải vị trí của Vinh Percy đang theo sát. Vẫn là pha đi bóng tốt của số 16, dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm, tỷ số đã là 2-1 dành cho các thủ áo xanh. Và kết thúc và tình huống khẽ chạm chân có vẻ là của Đại Phú Thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm để xem cầu thủ nào là người ghi bàn, là vị trí của Dũng Tài Lộc hay là Đại Phú Thành. Chúng ta cùng theo dõi là pha đi bóng lắc léo và một cú đá cực kỳ khó chịu. Như vậy thì người ghi bàn là vị trí của số 16 Dũng Tài Lộc. Khoảng trống rất nhiều, pha giật lên, tình huống phối hợp tấn công.
đưa bóng vào dễ dàng dành cho Huyền Hoàng Rèm. Tỷ số đã là 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window FC. Bàn thắng thứ hai của cá nhân Huyền Hoàng Rèm với pha phối hợp chính xác đã mang về những lợi thế rất lớn dành cho các thủ Tài Lộc Window trong những phút đầu của hiệp một. Rất nhanh chóng thì Huyền Hoàng Rèm đã tiếp tục tỏa sáng. Hải Phố Cửa, cú đá ngay của Hải Phố Cửa, một siêu phẩm dành cho số 19 bên phía đội hình của Tài Lộc Window, và tỷ số bây giờ là 4-1. Bất ngờ đã xảy ra, một cú đá từ xa và Thông Đề Ga đã không đủ cảm giác để có thể đẩy được pha dứt điểm này, giúp cho Hải Phố Cửa có được bàn thắng. Như vậy thì Hải Phố Cửa đã lập công để chuộc lại lỗi của mình khi đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thắng gỡ hòa một điều của hiệp C3 trước đó. Dũng Tài Lộc, bàn thắng dành cho Tài Lộc, một cú pha ghi bàn bằng bụng rất bất ngờ, pha ghi bàn không thể tưởng tượng của cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window FC. Một pha bóng này chắc chắn sẽ được chúng tôi nhắc đi nhắc lại trong danh sách ghi bàn. Chúng tôi đang tìm kiếm cái tên của Tài Lộc và bây giờ đã tìm được rồi. Rất bất ngờ là một pha ghi bàn bằng cái bụng. Những cơ hội dành cho các thủ CBM để tìm kiếm bàn thắng nhưng họ đã không cần dụng công. Thêm pha treo bóng của Hidura và khống chế tốt và tỷ số đã được rút ngắn dành cho các thủ bên phía CBM. Tình huống chạm bóng cực kỳ nhạy cảm đến từ Vinh Percy. Bàn thắng của số 20 để giúp cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh lá tạm thời thu hẹp khoảng cách trước đối thủ của mình. Vinh Percy đã có một tình huống xử lý cực kỳ nhạy cảm sau pha treo bóng của Hidura từ cự ly khá xa. Ở trong hiệp một đó là pha điểm chuẩn xác. Một tình huống bắt bóng nguy hiểm và tỷ số đã được rút ngắn dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh lá. Tỷ số đã được thu hẹp xuống còn 3-5 và chớp cơ hội nữa của hiệp C3. Bàn thắng thứ hai của cá nhân hiệp C3 trong trận đấu này. Như vậy thì sau pha bỏ lỡ ở trong hiệp một, anh đã có được cho mình cú đúp bàn thắng. Chúng ta xem lại sai lầm của Hải Phố Cửa. Một lần nữa thì sai sót của Hải Phố Cửa lại để cho đối phương tận dụng. Xe vào rồi bây giờ lại liên tục phải kèm những tiền đạo vào sân thay người. Và chạm đầu, như vậy thì có bàn thắng thứ tư. Tỷ số đã được rút ngắn dành cho các thủ CBM trong một pha áp sát vừa rồi. Tình huống lật bóng với ba cầu thủ áo xanh đã lao vào và chúng ta cùng theo dõi lại xem ai là người chạm bóng cuối cùng. Có vẻ như người chạm bóng trong tình huống vừa rồi trong pha băng vào của ba cầu thủ. Thêm đường truyền vào bên trong, áp sát đánh đầu, như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa 5-5. Một pha băng vào của Quang Đo và tỷ số đã được sang bằng dành cho các cầu thủ CBM. Trận đấu đã trở lại với vạch xuất phát. Sự kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy cao khi mà Quang Đo có một pha băng vào đánh đầu chính xác sau quả treo bóng cực kỳ chuẩn xác của đồng đội. Chúng ta cùng xem lại quả tạt của Vinh Percy. Vẫn còn cơ hội nữa dành cho vị trí của chúng ta tới dứt điểm. Như vậy thì Tài Lộc Window có được bàn thắng thứ 6 để vượt lên dẫn trước. Một pha tận dụng sơ hở của đối phương và các thủ áo xanh đã tung ra một đòn sắc sảo để có thể đánh gục thủ thành Thông Tiga một lần nữa. Bàn thắng của Dũng Tài Lộc, Dũng NT đã có được pha dứt điểm để mang về cho các thủ Tài Lộc Window bàn thắng vượt lên dẫn trước. Bóng đã chạm vào người của Tài Lộc, dứt điểm không được. Vẫn còn một pha lộn sống trước công thành và tỷ số được gỡ hòa 6-6. Bất ngờ đã xảy ra và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Như vậy thì cặp đấu bán kết, xin lỗi, bàn cầu đấu Đông Á vẫn chưa thể xác định được cái tên đi tiếp. Hiệp C3 cũng đã có cho mình hoa chít trong tình huống tận dụng cơ hội nhanh chân. Nhưng là quả đá phạt đền sẽ được xác định cái tên đi tiếp. Các thủ bên phía Tài Lộc Window cũng lùi ra xa một chút. Cú đá đầu tiên đã không thành công. Cú đá đi sang ngoài. Quả tạt thứ hai của các thủ bên phía áo xanh lá. Hiệp C3 là người lấy đà và dứt điểm. Cú đá đi sang ngoài của hiệp C3. Đến lượt vị trí của thủ thành Giang đang sẽ lăn. Quả đá thứ ba dành cho cả hai bên. Trước đó bốn quả đá đầu tiên đều đã được các cầu thủ thực hiện không thành công. Vinh Percy sẽ là người thực hiện quả đá thứ ba dành cho CBM. Cú đá không thành công nữa của Vinh Percy. Bây giờ đến lượt các thủ Tài Lộc Window thực hiện quả đá thứ ba của mình. Ai sẽ là người đá đây? Cú đá chính xác. Ai sẽ là người đá? Và lấy đà. Tình huống dứt điểm đơn giản của Nam Ấn. Còn đại bàng sẽ thực hiện quả đá như thế nào đây? Và dứt điểm đơn giản của Hải Phố Cửa. Bình CBM sẽ người đá quả thứ 5 dành cho các thủ CBM. Và dứt điểm không thành công. Và như vậy thì chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ bên phía Tài Lộc Window mà họ không cần thực hiện loạt đá thứ 5 của mình. Tỷ số lọt bên là 2-1. Nhưng về phía các cầu thủ Tài Lộc Window, như vậy thì đội bóng áo xanh dương là những người đi tiếp vào vòng đấu tứ kết. Các thủ Sông Hưng đã đánh bại Phú Thịnh Đò và ghi tên mình. Họ sẽ chạm trán với các thủ Cửa Đẹp Lộc Phát ở trong trận tứ kết đầu tiên. Nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng sớm dành cho các thủ bên phía đội bóng Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Bất ngờ, Bình CBM lại là người ghi bàn. Và bóng mở tỷ số từ khá sớm dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh đậm. Một tình huống mà pha xử lý đã khiến cho thủ thành bên phía đội bóng Nam Ấn Đò không bắt bóng tốt.
Trong lúc chúng ta xem lại bàn thắng thì các cầu thủ bên phía Nam Ấn Độ đã có pha ghi bàn gỡ hòa một đều. Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền vượt lên dẫn trước và Nam Ấn là người đã cân bằng tỷ số dành cho các cầu thủ Nam Ấn Độ. Một tình huống ghi bàn đầy bất ngờ sau pha giao bóng của cầu thủ mang chiếc áo số 2. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng gỡ hòa một đều. Một tình huống mà Thông Đề Ga đã bị treo cổ. Rõ ràng thì khả năng sút xa của Hải Phố Cửa là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng của Hải Phố Cửa. Đường chuyền của Đạt Villa đã mở ra cơ hội dành cho vị trí của số 3 tung ra cú đá ở cự ly khoảng hơn 20m. Cả hai đội ngày hôm nay đều trình diện bộ trang phục thi đấu mới. Cả các thủ sắp bị thật nguy hiểm cùng với. Như vậy thì đã bàn thắng gỡ hòa hai đều. Sau những nỗ lực cuối cùng, các chân sút bên phía đội bóng áo xanh đậm đã có được bàn thắng để quân bình tỷ số và pha ghi bàn đến từ vị trí của Hoàng Ngọc. Có vẻ như đó là tình huống ghi bàn đến từ vị trí của Quang Đo. Theo qua quan sát vừa rồi, chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha quay chậm. Đường chuyền của Hirura mở biên. Vẫn là những pha cài người tốt của các thủ áo xanh đậm. Tại Vũ Thành cướp bóng, cơ hội nữa dành cho số 6 Căng An. Hiệp C3 dứt điểm, tỷ số là 3-2 dành cho các thủ Nam Ấn Đo. Sai sót của hàng phòng ngự bên phía đội hình của Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền đã khiến họ phải trả giá để cho hiệp C3 có được khoảng trống quá lớn ở trước mặt khung thành, là một lỗi không nhỏ của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Quá thoải mái cho hiệp C3. Tại Vũ Thành đã tranh chấp quyết liệt cướp bóng và sau đó đưa một đường bóng đến chân của số 11 trong tư thế vô cùng thuận lợi và rơi vào ngay chân trái của hiệp C3. Vẫn còn thêm pha dứt điểm và nỗ lực xoay sở của Quang Đo. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đậm. Tỷ số đã được sang bằng 3 đều. Rất nhanh chóng, trận đấu đã trở về với vạch xuất phát sau những tình huống mà hai bên đều đã tận dụng tốt những cơ hội của mình để ghi bàn. Linh Nhôm là người đã lập công mang về cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đậm bàn thắng gỡ hòa 3 đều. Lại được thưởng thức một màn ra sân thi đấu của những người anh em. Nguy hiểm và như vậy thì đã có bàn thắng thứ tư dành cho các thủ Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Sai sót đến từ hàng phòng ngự của đội bóng Nam Ấn Độ và cơ hội đã được Quang Đo tận dụng thành công. Sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh nhạt và hệ quả là Nam Ấn Độ đã một lần nữa để cho đối phương vượt lên dẫn điểm. Tại Vũ Thành chưa thể dứt điểm. Hải Phố Cửa tình huống càng lướt nhanh của Hoàng Ngọc. Quang Đo thoát xuống và đây là cơ hội đối mặt dành cho Quang Đo. Quang Đo đối mặt với Nam Ấn và dễ dàng để cho số 18 đánh bại vị trí của Nam Ấn. Pha lập công thứ hai của Quang Đo trong trận đấu. Xin lỗi bạn, đây là bàn thắng thứ ba của số 18 rồi. Và ghi bàn tiếp theo của Quang Đo để nâng tỷ số lên 5-3. Đặc biệt bây giờ là hai bàn thắng dành cho các thủ Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Cú tiểu bóng trong tư thế hơi với của Hidura và bóng đã về chân của các thủ mình phía đội bóng Nam Ấn Đo. Đạt Villa cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh nhạt. Vẫn còn pha đá bồi và đã có bàn thắng sút ngắn tỷ số dành cho các thủ Nam Ấn Độ. Cách biệt được tạm thời thu hẹp với tình huống lăn xả của hiệp C3 và ghi bàn đến từ vị trí của số 11 và đó là cú đúp dành cho hiệp C3. Tình huống bật lên sức dũng mạnh sau cú đá đầu tiên của Đạt Villa đã không đánh bại được Thông Đề Ga. Sau đó là một tình huống lao vào và đá bồi rất nhanh bất chấp sự truy cản quyết liệt của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Tình huống chạm đầu không tốt của Đại Phú Thành và cơ hội nữa dành cho Quang Đo. Quang Đo dứt điểm. Tỷ số được nâng lên nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền và đó là sai lầm tiếp theo của hàng phòng ngự bên phía Nam Ấn Độ. Tỷ số được nâng lên 6-4. Pha lập công thứ tư của Quang Đo trong trận đấu này. Một tình huống chớp cơ hội rất tốt đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 18. Cú đá chân gần như không thể ngăn cản. Vẫn là những sự cố gắng đến từ các thủ bên phía đội bóng áo xanh nhạt và đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng Nam Ấn Độ. Pha ghi bàn thứ hai của Huyền Mang Rèm. Cách biệt được sút ngắn xuống còn 5-6. Tỷ số là rất xích sao và thời gian vẫn còn đủ. Huyền Mang Rèm ghi bàn để thu hẹp khoảng cách xuống còn một bàn mà thôi. Vinh Bơ Si thì pha dứt điểm rất nguy hiểm, một siêu phẩm dành cho Vinh Bơ Si. Bàn thắng đã bất ngờ đến với các cầu thủ Sông Hưng FC. Họ đã vượt lên dẫn trước với pha xử lý một cách đầy ngẫu hứng của đội trưởng Vinh Bơ Si. Bàn thắng khó tin dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Sông Hưng và họ đã vượt lên dẫn trước các cầu thủ Cơ Đẹp Lộc Phát. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống ghi bàn này. Sau một loạt tình huống đảo chân, cú đá tưởng chừng không có gì nguy hiểm lại đánh bại Hà Đâu. Công Lộc đang nhắn nhủ rằng Cửa Đẹp Lộc Phát hãy ghi bàn gỡ hòa và kéo trận đấu vào loạt penalty đi nào. Đã có bàn thắng gỡ hòa và ngay lập tức khi mà chúng tôi vừa đọc comment của anh Lộc Cộng 2 thì Quang Đo đã có được pha lập công để giúp cho cao thủ bên phía Cửa Đẹp Lộc Phát gỡ hòa. Tỷ số đã được sang bằng 1-1. Phải chờ đợi khá lâu để chúng ta được chứng kiến bàn thắng thứ hai của trận đấu với tình huống lập công của số 76. Vinh Hồng Lam đối mặt với Thông Đề Ghi.
cú đá chính xác của Vân Hồng Lam. Tỷ số penalty là 1-0 dành cho cửa đẹp Long Phát. Và dứt điểm dội vào mép cột dọc và đi thẳng vào lưới. Henseva đứng trước quả phạt đền trong loạt đá cân não. Cú đá chính xác của Henseva, một tình huống dứt điểm rất tự tin của số 13. Tỷ số penalty bây giờ là 1-1. Cú ra trận chất lượng ở loạt đá lực lượng cân não này. Hải Phú Cửa sẽ bước lên, còn Đại Bàng sẽ thực hiện quả đá thứ hai. Pha dứt điểm lên trời, còn Đại Bàng đã bay lên trời rồi. Tỷ số penalty vẫn được giữ nguyên. Và Sâm Hưng FC sẽ là những người nắm lợi thế khi họ sẽ thực hiện loạt đá sau. Linh Nhôm sẽ bước lên thực hiện quả đá thứ hai dành cho Sâm Hưng. Và những điểm đơn giản của Linh Nhôm và tỷ số penalty bây giờ là 2-1 dành cho các đội Sâm Hưng. Một tình huống đặt lòng về phía góc trái khung thành của Hà Râu. Hoàng Ngọc đối đầu với Thông Điện Ga. Và những điểm dội xa. Tình huống thực hiện quả đá không thành công nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng Cửa Đẹp Lộc Phát. Qua đăng biên cho cú đá của Hoàng Ngọc, anh đã dứt điểm chạm vào xa ngang. Cú dứt điểm không thành công của Vinh Percy. Tình huống đăng lòng của Vinh Percy lại đi vọt xa và tỷ số PT vẫn là 2-1 sau 3 loạt đá. Qua đăng biên cho Vinh Percy. Quả đá thứ tư dành cho các thủ bên phía Cửa Đẹp Lộc Phát. Nam Ấn. Nam Ấn thực hiện. Cú đá đơn giản vẫn là một pha Benaka của Nam Ấn. Tình huống xử lý rất tự tin của số 15. Tỷ số PT được sang bằng 2 đều. Quá kỹ thuật cho Nam Ấn và thể hiện sự tự tin của số 15. Quả đá thứ tư, nếu như họ thành công, trận đấu vẫn sẽ phải tiếp tục. Minh Tuấn Trung sẽ lại thực hiện quả đá thứ tư. Cú đá không thành công. Tỷ số PT vẫn được giữ nguyên. Và sau 4 loạt đá, hai bên thực hiện thành công 2 lần và dứt điểm hỏng ăn 2 lần. Hà Râu sẽ là người thực hiện quả đá thứ 5 dành cho các cầu thủ Cửa Đẹp Lộc Phát. Và đội trưởng Vinh Hồng Lam đang có phần động viên dành cho Hà Râu. Cú đá chính xác của Hà Râu, 3-2 dành cho các cầu thủ Cửa Đẹp Lộc Phát. Lợi thế của các cầu thủ Sông Hưng đã bị đánh mất khi họ đã có những cơ hội rất lớn để có thể kết thúc sớm đối thủ. Nhân Hoàng là người thực hiện quả đá thứ 5. Pha dứt điểm không thành công của Nhân Hoàng. Và như vậy thì trận đấu đã khép lại với thắng lợi thuộc về các cầu thủ bên phía Cửa Đẹp Lộc Phát. Họ đã đi từ những tình huống hụt chân trở lại với huy hoàng, trở lại từ vực thẳm. Pha bóng cuối cùng vẫn chưa vượt qua được hiệp xây ba. Và đây là Huyên Mang Rèm. Mạng đá trả dành cho cầu thủ Nam Khang Window. Huyên Mang Rèm xoay sở chưa thành công. Hải Blue đưa bóng ra, tiếp cận Nam Ấn. Như vậy thì tỷ số đã được mở và Nam Ấn là người ghi bàn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ áo tím. Nam Ấn đã chọn vị trí chính xác sau đường tạt bóng của Hải Blue. Và chúng ta cùng nhìn lại pha ghi bàn vừa rồi. Tình huống chuyền bóng là của Hải Blue để kiến tạo dành cho người đồng đội ghi bàn. Một pha sút bóng kỹ thuật của Nam Ấn. Đội hình phòng ngự của các thủ áo tím đã lùi về kịp thời. 2-3. Pha xử lý rất nguy hiểm và đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Hải Blue đã bất ngờ ghi bàn. Chúng ta cùng nhìn lại pha ghi bàn này. Tình huống phản công với đường chuyền lên của hiệp xe ba. Hải Blue đã tận dụng cơ hội thành công. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Pha chạm bóng của Nam Ấn. Tình huống xuất hiện ở đáy biên, dứt điểm nguy hiểm. Tỷ số đó là 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo tím. Và Hoàng Ngọc đã ghi bàn. Các cổ động viên đang theo dõi trận đấu này qua sóng livestream, hãy cùng cổ vũ dành cho Hoàng Ngọc và hãy dành ra những phần thưởng như đã hứa. Chúng ta cùng theo dõi là tình huống ghi bàn đến từ vị trí của Hoàng Ngọc ở phía góc xa khi mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng Tại Phú Thành lại để lọt cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window rất chống chạy. Được chuyền hướng tới vị trí của Thắng Messi và các bóng của hiệp C3. Tình huống che chắn hợp lý của số 7. Hiệp C3 được chập ke dành cho Tân C7 dứt điểm. Như vậy thì cả Tân C7 cũng đã ghi bàn. Tỷ số đã tiếp tục được nâng lên 4-0. Khi mà một trận đấu tâm lý được cởi bỏ. Chúng ta cùng nhìn lại pha lập công của Tân C7. Một đường chuyền của hiệp C3. Pha chập ke chính xác và pha chạm bóng. Một chạm của Tân C7 đã một lần nữa đánh bại Thâm Điền Ga. Ngày hôm nay thì rất nhiều những cái tên có thể ăn mừng. Những nỗ lực dứt điểm đó đến từ vị trí của bình CBM. Và đây là pha đáp trả nữa. Tầng C7 đối mặt. Được chuyền cho Nam Ấn. Dứt điểm. Tỷ số đã được nâng lên không. Đó là Linh Nhôm chứ không phải là Nam Ấn. Pha ghi bàn đến từ đội trưởng của Nam Khang Window FC. Tình huống lập công đến từ đội trưởng Linh Nam Khang. Và đã có bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Tỷ số đã được nâng lên 5-0. Sự hiệu quả đáng kể trong những tình huống phản công nhanh. Đội hình dân cao của các thủ bên phía Đại Phú Thành đã không kịp thời lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Thông Đề Ga đã bất lực trong những tình huống đưa bóng dành cho Nam Ấn. Nam Ấn dâng lên khá chậm chạy. Tình huống mặt bóng rất dẻo của Nam Ấn. Vẫn là hiệp C3. Dứt điểm ngay. Tỷ số được nâng lên 6-0.
pha ghi bàn đến từ hiệp C3. Hải Blue Sea ghi bàn đi, Hải Blue Sea dứt điểm, không vào, cú đá đi đúng vào vị trí của Thông Đề Gà. Quá đáng tiếc cho Hải Blue Sea. Tiếp tục là Hải Blue Sea, và chạm khá quyết liệt. Trận đấu vẫn được tiếp tục, lợi thế Nam Ấn dứt điểm. Đường truyền dành cho Hải Blue Sea. Và xử lý kỹ thuật và thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Và lập công thứ hai của Hải Blue Sea trong trận đấu này. Chúng ta cùng nhìn lại pha xử lý bình tĩnh của Nam Ấn trước khi tạo điều kiện dành cho Hải Blue Sea ghi bàn thắng thứ hai. Tỷ số là 7-0 dành cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Tình huống cắt bóng của số 7 và đây là pha dâng cao của bên CBM, đường truyền ngang cho Quang Đo. Quang Đo phản trống cho bên CBM, kết thúc đi. Và cuối cùng cũng đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng xanh. Pha ghi bàn đến từ bên CBM. Pha khống chế của Quang Đo, thêm pha lập công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Quang Đo đã có được pha lập công cho riêng mình sau rất nhiều những tình huống tạo ra cơ hội dành cho đồng đội mà các đồng đội đã từ chối. Cơ hội dành cho Quang Đo vẫn không vào, nhưng pha kết thúc vẫn có bàn thắng thứ hai dành cho Quang Đo. Sau hai pha dứt điểm anh mới có thể đánh bại được thủ thành Giang Đen. Những giây cuối của trận đấu rồi. Đồng hồ đã bước sang những phút bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Và cửa đèn Lộc Phát là những người đã chiến thắng ở trên loạt penalty với tỷ số chung cuộc đó là 3-2, và như vậy đã là 3 thắng vào. Tỷ số được mở ra dành cho các thủ của đội bóng Cửa Việt Nam. Bất ngờ dành cho tình huống vừa rồi, phá xác lại tình huống quay trong vừa rồi. Ở cơ hội mở bóng và người đã có tình huống kiểm soát trước đó là vị trí Guidora. Với một tình huống mở bóng chuẩn xác và pha chạm bóng chính xác là dành cho đội trưởng Evi Phước của các cầu thủ áo xanh. Đại Phú Thần, người rất có khả năng thức điểm vào. Và như vậy thì đã là bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Cửa Miền Nam. Cú đúp bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay dành cho huấn luyện viên Evi Phước của các cầu thủ Cửa Miền Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại. Đại Phú Thành là người đã có một tình huống bóng bóng rất chính xác đến với chân của Evi Phước. Và đã là cú đúp bàn thắng dành cho huấn luyện viên trưởng của đội bóng Cửa Miền Nam. Áo sắc, chuỗi thi đấu rất chủ động của các thủ Blue Sea. Nam Ứng khá thoáng dành cho dọc hành lang cánh phải của các thủ áo hồng. Hoàng Ngọc Flow, tỷ số được rút ngắn còn 1-2 dành cho các thủ Blue Sea. Một tình huống phối hợp quá tốt của các thủ áo hồng đã trở nên rõ ràng hơn dành cho đội bóng Blue Sea. Người đã có cơ hội dành cho quả đá lần này đó là vị trí của Hoàng Ngọc bằng tình huống dứt điểm bằng chân phải. Áo sắc, thả Messi, tỷ số là 3-1 dành cho các thủ Cửa Miền Nam. Trước đó là dành cho huấn luyện viên trưởng Evi Phước của các thủ Cửa Miền Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha bóng vừa rồi. Đó là thì các thủ Blue Sea họ đã quá chủ quan và những gì mà đang diễn ra trận đấu tứ kết 3 cũng đang rất giống với những nhận định trước khi trận đấu được diễn ra. Đó là cú dứt điểm của Austria trong trận đấu này dành cho Evi Phước của các cầu thủ Cửa Miền Nam. Không phải, xin lỗi các bạn, đó là vị trí của Hoàng Anh, cầu thủ mang áo số 79. Bàn thắng dành cho số 79 của các cầu thủ Cửa Miền Nam đó là vị trí của Hoàng Anh. Một quả đá quá tốt để có thể gia tăng cách biệt của trận đấu này và nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-1 với Messi. Và đã là với Messi, không vào, nhưng vẫn là những cơ hội dứt điểm và mang đến bàn thắng dành cho các cầu thủ áo hồng. Huấn luyện viên trưởng cũng như là bầu của công ty đồ bảo hiểm Blue Sea, đó là bộ ấy Blue Sea đã có được bàn thắng ở trong trận đấu này. Bàn thắng rút ngắn tỷ số số 24 dành cho các cầu thủ áo hồng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha quay trọng vừa rồi. Messi đã có được một pha xử lý quá tự tin và một quả đá hoàn toàn chính xác từ thủ thành Quang Đô. Như vậy thì đã có được bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ của đội bóng Cửa Miền Nam. Để xác nhận thì bàn thắng đó là dành cho MC3. Pha xử lý trước đó của các thủ áo xanh.
họ đã trải qua những phút thi đấu và lại là những sự bỏ lỡ quá đáng tiếc. Và đây là Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc vào! Và đối mặt cùng với thủ thần Xuân Phú và Hoàng Ngọc đã thực hiện tình huống tiết điểm thành công. Đến ngay lúc này thì tỷ số của trận đấu được rút ngắn xuống có 3-5. Bàn thắng cũng đã là cú đúp ở trong trận thi đấu ngày hôm nay dành cho Hoàng Ngọc. Cú rút ngắn tỷ số. Nhưng bất ngờ một lần nữa thì cao thủ cỡ Việt Nam đã có bàn thắng tiếp theo rất nguy hiểm cho Sơn Tùng vừa rồi. Như vậy thì đó đã là bàn thắng dành cho các thủ Lucy. Sở Vũ cũng đã rất nỗ lực ở tình huống vừa rồi để có được pha cú bóng. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc đó lại là bàn thắng dành cho Lucy. Lại là một quả đá nữa và các thủ của đội bóng báo xanh đã chưa thể đá bại được đội bóng áo ôm. Và như vậy thì đó là bàn thắng tiếp theo thuộc về các thủ Lucy. Và trận bóng cuối cùng là của đại tổng bên phía các cầu thủ Lucy. Cách biệt còn lại là một bàn thắng mà thôi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6. Rất nguy hiểm và như vậy thì đã có được bàn thắng tiếp theo. Lần này chính xác đó đã là cú hat-trick nhận cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Viết Phước. Lại một bàn thắng nữa dành cho các thủ cỡ miền Nam. Tỷ số hiện tại của trận đấu đã là 7-5. Hidura, còn đá đầu Hidura của các thủ áo sân chưa thể vượt qua được đội bóng áo hồng. Và là một đường chuyền rất thoáng dành cho Nam ứng. Và như vậy thì sau nhiều nỗ lực ngay lúc này thì Nam ứng cũng đã có được 3 thắng dành cho mình. Cách biệt được rút ngắn dành cho câu lạc bộ Lucy. Cuộc đấu đối ở hiệp 2 đang được diễn ra thật sự quá kịch tính. Sự bóng lót đến từ cao thủ ông trước đó cũng đã là quá kịp thời và một đường chuyền toán lên lại là một cơ hội vào. Tỷ số được xa bằng. Tỷ số hiện tại của trận đấu đã được xa bằng 7-7. Cứ đang đứng trước quả đá đầu tiên đó là chiến thuật hai Lucy không vào. Quá đa tiết dẫn cho các thủ áo hồng loạt đá đầu tiên. Và tiếp theo sẽ là thủ thần thấp được kia. Đấy là Hoàng Anh. Hoàng Anh không vào. Từ đó kiểm soát kịp thời. Và loạt đá tiếp theo từ đó đỡ mặt cùng với thủ thần Chu An Phú. Thấp được kia. Đội bóng cơ bên đầm Chu An Phú. Đây là Xuân Phú. Một quả đá rất tự tin. Robin Finbassi sẽ đối mặt cùng với Xuân Phú. Cover. Rất đáng tiếc nhận cho vị trí của Finbassi. Thủ mà bóng đã đi Vossa. Đây là quả đỏ. Rất chính xác nhận cho quả đá của quả đỏ. Cờ Việt Nam là những người đang vươn lên dẫn trước sau 3 loạt đá và tỷ số ngay lúc này đang là 2-1. Chúng ta đã có mặt ở loạt đá thứ 4. Hai phút cửa. Một quả đá rất chính xác của số 10, số 99 bên phía các thủ áo hồng. Các thủ của đội bóng Cờ Việt Nam. Đã đem Sama. Hết Sama. Vẫn là quả đá chính xác. Và đây sẽ là loạt đá quyết định Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc không vào. Ở trận đấu tứ kết ba thì các thủ cơ miền Nam chính xác là những người đã giành được chiến thắng và cũng như là những người sẽ góp mặt ở trận đấu bán kết tiếp theo. Số một danh thủ của tài lộc Window, một tình huống dứt điểm nhanh và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng xám rồi. Và ghi bàn mở tỷ số đến từ vị trí của Hoàng Ngọc. Ngọc Tài Lộc đã có được pha lập công sau tình huống dứt điểm gọn gàng và tỷ số đã được mở dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh trắng. Chúng tôi còn chưa kịp điểm qua xong thành phần thi đấu của cả hai đội. Có được khoảng trống rất lớn, một pha can thiệp quyết liệt nữa. Vẫn là tình huống tranh chấp, cơ hội lại dành cho Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc dứt điểm. Có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 và đó lại là vị trí của Hoàng Ngọc. Cú đúp bàn thắng dành cho vị trí của số 11 bên phía đội bóng Tài Lộc Window. Rất nhanh chóng thì đã có hai bàn thắng được ghi dành cho các thủ áo xanh trắng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng lộn xộn trước tình huống đi bóng đầy nỗ lực của Hoàng Ngọc. Nhả bóng lại tiếng hai cho hiệp C3. Phía bên kia đang là vị trí của Hoàng Ngọc, rất chống chạy dành cho số 11.
Cuộc thi bóng lốc công khai, Dứt Điểm đã có bàn thắng dành cho Lộc Công Khai. Tỷ số đã là 3-0. Như chúng tôi đã nói rồi, Công Khai là sở trường của Tài Lộc. Lộc Công Khai không nghiễm nhiên mà anh có biệt danh như vậy không phải ngẫu nhiên. Đó là những thương hiệu đến từ vị trí của Tài Lộc Window, đặc biệt là Lộc Công Khai. Và tỷ số đã được nâng lên 3-0 với pha điểm bóng dễ dàng ở Công Khai vừa rồi. Xin cáo lỗi cùng quý vị khán giả, phút vừa qua thì thời tiết đổ mưa, chúng tôi đã phải cố gắng che chắn cho những sự an toàn của các thiết bị. Và vừa rồi Quang Đo đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Tỷ số bây giờ là 1-3. Thêm pha chọc khe, tình huống cắt bóng tốt của Đại Phú Thạch, và đây là pha phản công 3-1 dành cho các thủ áo xanh trắng Hiệp Sĩ Ba đối mặt. Dứt Điểm đi, có bàn thắng dành cho anh Hoàng Anh Công Chúa. Tình huống ghi bàn của số 19 để nâng tỷ số lên 4-1. Tiếp nối vai trò của Lộc Công Khai, lần này thì anh Hoàng Anh Công Khai đã lên tiếng với pha lập công. Bàn thắng hiếm hoi của anh Hoàng Anh Công Chúa khi tham dự các trận đấu của đoàn Window FC. Và chúng tôi sẽ xin tặng cho anh một clip riêng ở bàn thắng này. Chúng ta cùng nhìn lại pha lập công của anh Hoàng Anh Công Chúa. Được gạt ngang và tiếp cận. Dứt Điểm đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho vị trí của Đạt Villa. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 2-3. Với tình huống Dứt Điểm chính xác vừa rồi của cầu thủ mang chiếc áo số 1. Cùng nhìn lại cơ hội vừa rồi với góc sút ghi bàn rõ hơn, cuộc tỉa bóng khá chính xác. Đó là đường chuyền của Nam Ấn vào bên trong dành cho Đạt Villa. Sau một nhịp khống chế thì anh đã dứt điểm vào ngay góc gần. Cú đá ở góc hẹp đã đánh bại được vị trí của thủ thành Tuấn Thành. Như vậy thì bất ngờ có một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đậm. Tỷ số đã được gắn xuống còn 3-4. Pha chạm bóng của Huyền Rèm một cách đầy nhạy cảm. Chúng ta cùng xem lại cú chạm bóng của Huyền Rèm để có thể ghi bàn thắng, nâng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Một cú đánh đầu ngược vô cùng hiểm hóc. Vẫn còn thêm pha mở bóng nữa dành cho số 20. Cú tỉa bóng vẫn quá đơn giản nhưng vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window, và đó lại là Lộc Công Khai. Một pha ghi bàn với sự bất cẩn của Thâm Đề Ga, và hàng phòng ngự bên phía đội bóng sắc Minh Thực Quỷ Hiền lại tiếp tục phải trả giá. Tỷ số được nâng lên 5-3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh trắng. Một tình huống chuyền bóng của Đại Vũ Thành và cú tìm bóng rất kỹ thuật của Tài Lộc. Lộc Công Khai đã có được cú đúp bàn thắng cho mình. Cú đánh đầu rất nguy hiểm. Như vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng sắc Mỹ Thực Nguyễn Hiền. Và đó là Vinh Percy. Pha lập công của Vinh Percy đến từ một pha dứt điểm ban đầu. Cú đánh đầu đưa bóng vào góc quá khó dành cho thủ môn Thành Tuấn có thể ngăn cản. Và bây giờ một lần nữa thì trận đấu lại trở nên kịch tính hơn khi mà cách biệt lại được thu hẹp xuống còn một bàn duy nhất mà thôi. Pha chọn điểm rơi và đánh đầu rất hiểm hóc. Thêm một tình huống treo bóng nguy hiểm không vào. Quá đáng tiếc cho Hoàng Ngọc trong tình huống này. Hattrick vẫn chưa đến với số 11 bên phía Tài Lộc Window. Một cú quăng chân với tư thế khá chậm chạy của số 11 chọc khe. Cơ hội vẫn còn, Hiệp C3 chưa thể vượt qua được Hải Phú Cửa. Vinh Percy hỗ trợ lấy bóng. Tình huống cấp bóng tốt và lại là cơ hội dành cho Hiệp C3. Lộc Công Khai dứt điểm đi. Lộc Công Khai của tiểu bóng đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Lộc Công Khai. Hattrick dành cho vị trí của số 79 trong trận cầu ngày hôm nay. Tỷ số đã được nâng lên 6-4 dành cho các thủ bên phía Tài Lộc Window. Một lần nữa họ lại duy trì cách biệt an toàn với tình huống ghi bàn thứ 3 của cá nhân Lộc Công Khai ở trong trận đấu này. Trận đấu mà vai trò tỏ sáng đang thuộc về ông bầu bên phía đội bóng Tài Lộc Window FC. Vẫn là thương hiệu Lộc Công Khai, cả 3 bàn thắng đều được ghi ở vị trí cột 2. Quan trọng nhất của giải đấu khi mà để xác định. Như vậy thì có bàn thắng bất ngờ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đậm. Một tình huống rớt bóng và có vẻ như đó là pha bóng mà bàn thắng được tính cho Hải Phú Cửa chăng? Chúng ta cùng xem lại pha rớt bóng của số 19 bên phần sân nhà. Có vẻ như bóng có chạm vào cầu thủ nào hay không? Và bóng cố gắng ngăn cản của Đại Phú Thành. Như vậy thì bóng đã khẽ chạm đầu của số 20. Vẫn còn một đường chuyền hướng tới vị trí của Hoàng Anh Công Chúa. Đây là cơ hội đưa dành cho Hoàng Anh Công Chúa. Dứt điểm vào. Bất ngờ đã xảy ra. Đại Phú Thành đang cố gắng gây sức ép nhưng lại để cho cao thủ Nam Khang Window chọc thủng lưới trước. Và đây là pha lập công thứ hai của Hoàng Anh Công Chúa ở trong giải đấu lần này. Ở trận đấu tứ kết lần trước đó, lần đầu tiên Hoàng Anh Công Chúa ghi bàn trong một trận đấu khu khổ đo cúp. Và bây giờ anh đã có được pha lập công thứ hai của mình. Hai bàn trong hai trận đấu liên tiếp, một phong độ khá ấn tượng dành cho số 12. 1-0 nghiêng về phía Nam Khang Window. Một lần nữa thì các thủ áo tím lại vượt lên trước Đại Phú Thành. Họ trở thành đội bóng
dẫn bàn sau tình huống để lọt vị trí của đối phương. Một pha cắt bóng hỏng tai hại của Hirura, bóng đã đến chân của Hoàng Công Chúa ở trong tư thế khá thuận lợi và anh đã đánh bại được Thông Đề Ga. Một tình huống tận dụng cơ hội rất tốt đến từ cao thủ Nam Khang Video, khá bình tĩnh. Thế trận đang thuộc về các thủ phía Nam Khang Video. Một cú treo bóng rất nguy hiểm, bàn thắng đã đến dành cho Hải Phú Cửa, tỷ số đã là 2-0 và ghi bàn bất ngờ đến từ vị trí số 19 bên phía đội bóng Nam Khang Video. Tình huống bấm bóng từ khu vực giữa sân dành cho Hải Phú Cửa, một pha phối hợp mà họ đã tập luyện với nhau trước khi trận đấu diễn ra với những tình huống treo bóng dành cho các thủ đánh đầu ngược. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà Hải Phú Cửa hay là Hải Bếp đã có một pha rót bóng thẳng về phía cầu bông và Thông Đề Ga đã hoàn toàn bị bất ngờ trong tình huống này. Và phản công tiếp theo dành cho Đại Phú Thành FC, họ đang bị dẫn trước 2 bàn, khá nguy hiểm. Như vậy bóng bất ngờ đã lăn vào lưới rồi, có vẻ như là một tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ áo tím trắng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và hy vọng được nhẹ nhõm dành cho các cầu thủ Đại Phú Thành từ một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Quá đáng tiếc cho pha đẩy thua này. Như vậy đó là tình huống phản lưới nhà đến từ vị trí của Hoàng Ngọc. Số 21 là người chạm bóng cuối cùng. Nỗ lực phá bóng không thành công của các thủ áo tím vô tình lại trở thành bàn thắng dành cho cao thủ bên phía Đại Phú Thành và họ đã rút ngắn được khoảng cách. Hiệp C3 cắt ngang rất nguy hiểm, vẫn còn đánh đâu. Như vậy thì có bàn thắng dành cho Nam Ân, tỷ số đã được sang bằng 2-2 dành cho các thủ Đại Phú Thành. Sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự bên phía Nam Khang Window đã khiến cho họ phải trả giá và trước khi một khép lại thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã có được bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Quá đáng tiếc cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window, họ đã có những tình huống xử lý bất cẩn và đã không thể giữ được kết quả thuận lợi cho đến thời điểm này. Tỷ số được gỡ hòa dành cho các thủ Đại Phú Thành và họ đang tràn đầy sự tự tin. Tình huống đánh đầu của Nam Ấn để mang lại bàn gỡ dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Những bàn thắng để dẫn trước 2-0 trước đó của các thủ áo tím bây giờ đã bị san lấp. Họ lại phải chiến đấu một cách vất vả. Vẫn là cơ hội trở lại với các thủ áo tím. Đặt Villa xây sở vẫn còn cơ hội tiếp tục. Dứt điểm và đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các thủ bên phía đội bóng áo tím rồi. Và lập công của Đạt Blusi, bàn thắng giúp cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Họ một lần nữa lại là đội bóng chiếm giữ lợi thế. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội của các thủ bên phía đội bóng áo xanh, họ không tận dụng thành công và bây giờ là phải trả giá. Sự ghép từ đầu hiệp 2 của các thủ Đại Phú Thành tạo ra là khá tốt. Và chúng ta xem lại pha xây sở của Đạt Villa, tình huống dứt điểm cực kỳ khéo léo. Cú đá đánh bại Thông Đề Ga. Đạt Lucy ghi bàn trong đường truyền kiến tạo đến từ vị trí của Vinh Percy. Như vậy cả hai đội đều đã sử dụng xong quyền khiếu nại của mình. Hiệp C3 và dứt điểm không thành công, đá bôi vẫn có bàn thắng gỡ hòa 3-3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Mặc dù cú đá đầu tiên của Nam Ấn, xin lỗi bạn, của Hiệp C3 đã bị đẩy ra nhưng đồng đội đã kịp thời có mặt để dứt điểm bồi thành công. Và chúng ta cùng nhìn lại pha lập công vừa rồi của các thủ bên phía Đại Phú Thành để sang bằng tỷ số 3-3. Nam Ấn là người đá bồi chứ không phải là Hiệp C3, một tình huống mà Nam Ấn đã canh rất kỹ. Bàn thắng của Nam Ấn để sang bằng tỷ số dành cho Đại Phú Thành. Và chắc chắn rằng nếu như Vinh Percy nhìn thấy quả bóng thì anh sẽ rất dễ dàng lại có thể ghi bàn. Và đây là pha đá trả, cơ hội dành cho Đại Phú Thành dứt điểm. Tỷ số được nâng lên 4-3 dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Các thủ Đại Phú Thành đã ngược dòng rồi. Như vậy thì Đại Phú Thành chính là người ghi bàn. Bàn thắng quan trọng trong một tình huống mà các thủ áo tím đã không giữ được sự tập trung của mình và đã phải trả giá với việc để cho đối phương lần đầu tiên vượt lên dẫn bàn. Đại Phú Thành lần đầu tiên có được lợi thế dẫn trước đối thủ của mình. Và pha phối hợp nhịp nhàng này đã giúp cho họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3. Một cú đá chéo góc cực kỳ chuẩn xác. Pha phối hợp khá chính xác trong tình huống phản công nhanh của Đại Phú Thành đã phát huy hiệu quả.
của số 2 đang giúp cho các thủ áo xanh đang tạo được động lực tốt hơn. Rất gắt gao. Thêm một cơ hội lên bóng dành cho Lộc Ngọc Khai. Lộc Ngọc Khai dứt điểm. Không vào chân. Có bàn thắng gỡ hòa 4-4. 4-4 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quyền Đô và trận đấu lại trở nên tiếp tục kịch tính. Lộc Ngọc Khai ghi bàn để sang bằng cách biệt dành cho các thủ Nam Khang Quyền Đô. Một tình huống phản công chớp nhoáng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quyền Đô khi họ đã tận dụng tốt cơ hội. Trong khoảng thời gian mà trận đấu đã tiến về những phút thi đấu gần cuối rồi thì những bàn thắng vẫn xuất hiện. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại bàn thắng của Lộc Ngọc Khai. Một pha băng lên, một tình huống mà anh đã nhận bóng trong tư thế rất chống chạy. Pha lấy bóng của Đại Phú Thành và đây là cơ hội dành cho đồng đội. Dứt điểm đi, căng ngang, pha tỉa bóng lại đi quá nhẹ dành cho Nguyên Đềm. Có vẻ như hai đội bóng không muốn ấn định tỷ số trận đấu này và chờ đợi loạt đá lực lưu chăng. Quá đáng tiếc cho những thời cơ mà hai bên tạo ra. Thêm pha dứt điểm rất bất ngờ, tỷ số đã được nâng lên 5-4 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quyền Đô và đó là màn ấn định của Lâm Nhâm và không còn cơ hội nào nữa dành cho các cầu thủ bên phía Đại Phú Thành. Họ một lần nữa lại gục ngã trước khi đến với thiên đường. Bàn thắng ấn định tỷ số để giành chiến thắng xích sao dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tím để đánh bại các cầu thủ Đại Phú Thành ở trận đấu bán kết đầy cam go. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 3. Không còn thời gian nữa dành cho Đại Phú Thành, trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu này và chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa pha lập công của Linh Nhôm để mang về chiến thắng chung cuộc và tấm vé vào chơi trận đấu chung kết dành cho các cầu thủ Nam Khang Quyền Đô. Bàn thắng đến từ cầu thủ đeo băng đội trưởng bên phía đội bóng áo tím, quá đẹp mắt cho pha dứt điểm này. Tuyệt vời, không còn từ ngữ nào để chê được trong cú đá cực kỳ hiểm hóc của Linh Nhôm. Màn tỏa sáng bất ngờ của đội trưởng đúng vào giây cuối cùng của trận đấu. Khoảng trống xuất hiện dành cho Quang Đo và đây là cơ hội dành cho số 7 căng ngang. Được chỉ Cốc Khai và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và đó là Lộc Cốc Khai. Lộc Cốc Khai đã ghi bàn mở tỷ số dành cho Tài Lộc Quyền Đô với tình huống điểm bóng sau đường chuyền của Quang Đo. Một pha xử lý rất hay của Quang Đo trong nỗ lực tấn công của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và họ đã vượt lên dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của các cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Quyền Đô để mở tỷ số. Ngay sau đó thì Hirura đã kịp thời lùi về để ngăn chặn và đó một tình huống tranh chấp hợp lệ. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ cơ miền Nam, hiệp C3. Hiệp C3 dứt điểm không vào, vẫn còn tiếp tục là hiệp C3 kết thúc đi. Tỷ số đã là 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía cơ miền Nam Window. Tuyệt vời cho hiệp C3. Và xử lý rất đẹp mắt của hiệp C3 để mang lại bàn thắng quân bình tỷ số dành cho các thủ áo xanh đậm. Cơ miền Nam Window đã có được bàn gỡ sau tình huống phối hợp hay. Đạt Villa đã nhận bóng và tỉa bóng cho hiệp C3, mất đến hai pha dứt điểm nhưng hiệp C3 vẫn thành công. Cuối cùng thành vẫn có thể lập công dành cho các thủ bên phía đội bóng cửa miền Nam Window để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Liên tục những pha dứt điểm được tung ra đến từ cầu thủ mang chiếc áo số 17. Cú treo bóng của hiệp C3 rất say, bóng đã đi thẳng vào lưới trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho các thủ cửa miền Nam Window. Tuyệt vời cho hiệp C3. Và ghi bàn rất nhanh chóng của hiệp C3, người đã có bàn thắng quân bình tỷ số và bây giờ anh đã nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các thủ cơ miền Nam Window để hoàn tất một màn lội ngược dòng. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt máu mực của hiệp C3. Một tình huống dứt điểm quá khó của hiệp C3. Một cú chờ bóng đi cực kỳ chuẩn xác và không có cơ hội nào dành cho thủ thành bên phía đội bóng Tài Lộc Window. Thông Đề Ga mặc dù là một thủ thành được đánh giá cao nhưng anh vẫn phải bó tay trước tình huống dứt điểm này, quá đẹp mắt. Không được, vẫn còn thêm qua những điểm, vẫn không đánh bại được Nam Ân và cuối cùng là có bàn thắng gỡ hòa 2-2 dành cho Lộc Ngọc Khai. Lộc Ngọc Khai đã lập cú đúp rồi. Ngày hôm nay thì trước khi trận đấu diễn ra, anh tiết lộ ý muốn của Lộc Ngọc Khai là sẽ ghi được hai bàn và anh đã làm được điều này rất uy tín. Lộc Ngọc Khai đã nói là làm và bàn thắng để quân bình tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tài Lộc Window để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Lộc Ngọc Khai. Sau pha tỉa bóng đầu tiên, Quang Đo đã không thể đưa bóng vào lưới, không thể đánh bại được Nam Ấn. Nhưng Lộc Ngọc Khai đã có mặt để điểm bóng cẩn thận. Và cơ hội này thì Nam Ấn không có được cơ hội để ngăn cản. Quá đáng tiếc dành cho Nam Ấn. Hoàng Ngọc, phía bên trong Quang Đo đang di chuyển qua người rồi. Dứt điểm đi. Rất đáng tiếc, một pha xử lý khá khó hiểu của Hoàng Ngọc. Thêm pha mở bóng dành cho vị trí của hiệp C3 xoay sở. Rất lạc lẽo, qua người rồi, vượt qua được hai phút cửa. Đánh chuyền ngang, đánh đầu. Nhưng mà
đây vẫn có bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Cửa Miền Nam Quito. Tỷ số là 3-2 và người ghi bàn là vị trí của Đạt Villa. Một pha áp sát của Đạt Villa và có vẻ như bóng chạm vào người của cầu thủ mang chiếc áo số 16 Hiền Sắc. Các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn vừa rồi của Đạt Villa để nâng tỷ số lên 3-2 dành cho các thủ bên phía đội bóng Cửa Miền Nam Quito. Bóng đã đập vào người của anh Hiền Sắc trong nỗ lực lùi về và đi ngược trở lại vào lưới và đưa bóng ra trung lộ. Rất đáng tiếc đã bị hiệp C3 bắt bài, phản công dành cho các cầu thủ bên phía Cửa Miền Nam Quito. Hiệp C3 đối mặt dứt điểm cộng 2. Đạt Villa có được cú đúp bàn thắng và tỷ số bây giờ là 4-2 dành cho các cầu thủ Cửa Miền Nam Quito. Quá tuyệt vời cho các cầu thủ Cửa Miền Nam Quito, họ đã có được lợi thế dẫn trước 2 bàn bởi những pha dứt điểm của Đạt Villa trong những đường chuyền thuận lợi của người đồng đội. Hiệp C3 đã làm rất tốt trong nhiệm vụ băng lên và đường chuyền ngang đã khiến cho nhiệm vụ ghi bàn của Đạt Villa trở nên dễ dàng hơn để có thể mang về những lợi thế dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Cửa Miền Nam Quito trước đội bóng Tài Lộc Quito. Trước mắt là để rút ngắn tỷ số. Quang Đo phải dứt điểm, nhưng vậy có bàn thắng không? Vẫn không vào, vẫn chưa có được bàn điểm thành công và cuối cùng cũng đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh nhạt rồi. Sau cú đá không thành công của Quang Đò thì đã có một pha đá bồi thành công và chúng ta cùng quan sát xem ai là người dứt điểm. Có vẻ như bàn thắng là của Linh Nhôm. Linh Nhôm là người ghi bàn để thu hẹp cách biệt. Ta cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng lộn xộn, Linh Nhôm đã dứt điểm cuối cùng, chính xác bàn thắng thuộc về vị trí của số 8. Một lần nữa thì các bạn cùng chứng kiến lại pha lập công của Linh Nhôm. Cú sút bóng của hai phút cỡ rất nguy hiểm. Vẫn còn, như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh rồi. Tình huống ghi bàn của Quang Đo, pha bóng có phần hơi lập bập của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Cửa Miền Nam Quito và họ đã để lọt các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh với khoảng trống rất lớn. Các cầu thủ áo xanh nhạt đã tận dụng cơ hội này để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số và họ đã đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Pha ghi bàn của Quang Đo. Tình huống chạm bóng cuối cùng là của số 17. Sự kịch tính vẫn đang được đẩy cao. Hidura, một đường phân bóng dài của Hidura, pha nhồi bóng rất khó chịu. Thâm Đề Ga bắt bóng hụt. Như vậy thì có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Cửa Miền Nam Quito. Tỷ số đã được nâng lên 5-4 rồi. Một pha đấm bóng hụt của Thâm Đề Ga trong tình huống đốt bóng vừa rồi của Hidura bên phần sân nhà. Bàn thắng của Hidura quá đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh nhạt. Họ đã rất vất vả mới có thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa 4 đều và chúng ta cùng xem lại pha phát bóng này. Như vậy trong tình huống này, Thâm Đề Ga đã các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã không chạm vào người của thủ môn bên Tài Lộc Quito.